hiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc có 10 chợ, hay siêu thị, 5 cửa hàng bách quá xanh phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. Để ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, thành phố Châu Đốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm này. Tại các chợ, ban quản lý các chợ bố trí cho các điểm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các lối ra vào chợ, quy định tất cả các tiểu thương và người đi chợ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đồng thời các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ phải có giấy chứng nhận test nhanh được cơ quan có thẩm quyền cấp. Các tiểu thương hàng ngày ghi nhật ký, ghi lại thông tin đi lại, tiếp xúc với khách hàng để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực kinh doanh ít nhất 2 lần một tuần bằng các dung dịch sát khuẩn theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Tại siêu thị và cửa hàng bách quá xanh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, quét mã QR code. Có phương án phân luồng, hướng dẫn di chuyển, điều tiết lượng khách mua hàng tại cùng một thời điểm, tùy theo điều kiện không gian, diện tích của cơ sở kinh doanh, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m cho người dân khi thực hiện mua sắm, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến, thanh toán điện tử. Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để đảm bảo cung ứng, phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng.